Đi ăn cưới ở Sóc Sài Sóc Trăng. Cho anh theo giới. Ngoan thì mới cho đi nghe chưa? Ok luôn. Hôm nay á, Ni có dịp đi đám cưới bạn ở Sóc Trăng. Một cái đám cưới khá là đặc biệt luôn á. Ủa, cái này có ý nghĩa gì vậy? Em cũng không biết luôn. Nhưng mà cái này á, một lát á, văn nghệ thì mọi người sẽ đi xung quanh nhảy và múa, nói lưng nhau thành một vòng tròn. Rất là vui luôn. Hình như cô dâu chú rể mới thay đồ truyền thống dân tộc ra thì phải. Hình như là vậy á. Mâm của Ni nè, mâm của Ni đặc biệt luôn. Có hai bé nhỏ nè, đi thay mặt ba mẹ luôn á. Món đầu tiên là đồ nguội nè, có thịt xiên que luôn á. Món thứ hai là bò né. Món thứ ba là tôm hấp, mà cái này là tôm nướng luôn rồi. Tiếp theo là lẩu, quá trời đồ ăn luôn. Có xiên gum nữa nè. Cô dâu chú rể bưng cái khay